Power Sword FC Online. Theo tôi đánh giá thì thực ra thì bọn tôi cũng được trải nghiệm rồi ấy, thì cái giao diện thì nó khá là nó khá là mới. Meta đá thì cũng mới luôn. Chả biết nói gì cả. Không biết sự kiện nó có mới không thôi. 1450 điểm thì full vòng. Ui được mở item giống một mình nữa. 14.000 nữa. Đã thôi ạ. Thôi. Em chết. Trúng giải đặc biệt là sao? Cái này có jackpot luôn. Có đủ full 1450 điểm không đây các bạn? Mình cứ chơi thôi nhở, mình không phải đợi jackpot gì đâu đúng không? Sang tháng rồi chơi thôi, sự kiện này ok mà, sự kiện mới chào mừng anh em chơi thôi, tích FC sang tháng FC mới rồi. Mình sẽ để lại khoảng một ít FC để sang tháng mình chơi luôn. Hợp lý không? Hôm nay cũng là ngày khá là vui, tôi chơi sự kiện cho các bạn xem chưa? Để dành hơi lâu. Chơi nha. Chả biết là nó sút như nào, mình cứ sút bừa đi. Như kiểu đá bowling. Full cái ô 6 này là được tải đặc biệt đúng không? Thế mình phải sút đủ ô à? Trẻ chỉ số văn đại ok, mình chơi xong mình nhận quà rồi mình xem. Mùa mới là mùa gì nhỉ? Mùa của support dai các kiểu luôn đúng không? Có thể là tôi sẽ đầu tư ấy. Đầu tư về tôi đập đấy. Mark Alistair chắc chắn là tôi phải mua rồi này. Đúng như dự đoán về với cả đối tác chiến lược của FC Online thì Mark Alistair đã có một cầu thủ mới rồi. 1469 là đủ rồi đúng không? Thừa rồi. Thừa mất xíu. Chọn qua. Van Dijk các bạn mua gì nhỉ? Mua Ambassador đúng không? Ủa ôi. Mùa này trông thấy tốn tiền này, mùa này tên là FC luôn này. Hơn cả chỉ số tỏ ti, con tỏ ti của tôi á. Đúng. Siêu sao. Chắc cũng hơn nhau tí. Tính sau các bạn ơi, mở thẻ đã rồi tính. Chọn cầu thủ như nào á? Mùa em FC đấy thì anh cho nhớ là hôm anh đi họp. Anh đi họp bên FC Online thì họ bảo là những đại sứ thương hiệu gọi là của FC Online đấy. Những cầu thủ gọi là ký kết đấy. Có Hà Lan kiểu. Ồ, có giao diện đập thẻ mới đấy anh em. Tôi là người đầu tiên đập thẻ gọi là trong FC Online lên cộng 8 đầu tiên ở server Việt Nam đấy nhá. Các bạn nhớ nhá, các bạn nhớ nhá, ngạo nghễ nghiện con nhá. Được 5.000 FC nhá. Quá ngon. Quá. Quá lìn ra 4 sao là như nào nhỉ? Hai chỉ số ẩn nhỉ? Thì mở gói đi trước đây các bạn nhỉ? Có mấy gói cộng 8 thấp thấp. Ủa, 25 gói này nhá. 7 gói này á, thì mình mở hai gói này đấy. Mở cả hai luôn. Cả gói này luôn. Nhiều cộng 8 đấy. Cả gói này luôn. Mình mở luôn. Chắc chắn là có sẽ có cộng 8 rồi chứ đúng không? Làm gì có chuyện mở từng đấy thẻ không ra cái cộng 8 nào mà còn lại không lửa ạ. Chubo Mộng Tình. Ui, rất nhiều anh Đức thế. Ồ, Johnny Evan này hôm trước có quả truyền cho Bruno volley vãi mìu này. Lắm Johnny Evan này. Đây, chơi gói này luôn. Gói này Icon Barca với gói 106 UCL là cũng ngang nhau đấy. Ra phát anh 7 cộng 5 thì thôi. Đúng đời. Lửa. Abel. Cộng hòa xét. Pitchet. Có Neves mùa này không? Chắc là có chứ. Không có Neves nhờ. Xin hãy cứ bước đi, đừng quay đầu lại lửa đâu. Ta Galeno. Ủa ôi, quả mốc đây hả? E21 lửa người Anh. RB Kai Walker. Nếu phải E21 như là đấy mùa BOA hay sao? Ê, mở gói này trước đây 2 NG có ai nhỉ? Mở đi, quan tâm. Chơi! Có rick dê, rick dê đắt đấy. Ôi trời ơi.
Anh Johnson. Người Mỹ. Chín bảy cậu. Chín bảy cậu. Chín bảy cậu. Messi mùa FA. Quá tuyệt vời luôn. Đúng rồi, Argentina, Đức, CDM Đức, FA, MD Chan à? Hàng Liver. Hàng Liver các bạn ơi. Cũng được. Thôi đấy. 117 là cũng đủ đấy. Tiếp con em ạ, à, đang đỏ. Ai nào, ai nào, FC Online. Lửa. Người Hà Lan. Trung vệ Van Dijk à? Van Dijk, Van Dijk đắt lắm. Cũng bảy mấy triệu cơ. 118 chỉ số á. The Bree. Con anh Ben thích này. Mình sẽ mở Icon nhá. Barcelona, tôi chỉ biết mỗi Rô Béo, chẳng biết ai. Tôi chẳng biết ai. Rô Béo là phải chắc rồi. Ôi. Nói chỉ định Puyol à. Ôi. Trời ơi. Icon 110, đặt niềm tin vào cái này hơn này. Puyol cũng được rồi. Còn hơn ra kiểu. Hả? Ai đấy, dọc bét à? Dòng máu quỷ đấy. Máu quỷ đấy. Để các bạn ám từ hôm offline giờ toán MU là MU thôi. Cho xin một con Ronaldo béo xem nào. Chưa bao giờ mở ra Ronaldo béo cả. Brazil. Người Ý. Đây con trung vệ Mandini à? Còn một gói Icon nữa đúng không? Hết rồi à? Oh no. Cũng là tần lọc đấy. Phan cao. Let's go. Cho một con 102 nhỉ. Đừng cho một chỉ số 100 nhỉ. Ui tiền đạo đi. Xin lỗi các bạn đã chửi hơi bận. Chứ mà bữa ra tôi béo rồi. Tôi thì không dô béo thì dô gầy vậy. Người ác hèn. Ui ác hèn. Rồi nó cũng phải rờ đắp đi lại Messi lần hai đi. Dybala cũng được ấy chứ. 119 là cũng được ấy chứ. Thôi đấy. Con được con 120, 121 nhỉ? Tập chó thì chơi đi. Rồi cuối cùng Hà Lan. Gullit. CDM. Rijkaard. Nhịp cứt. Tôi cũng được 500 tỷ. Bán. Đâu có cái mùa mới đâu. Mà có gì trước đây. Uầy. Đây này. Đây này. Số bút dài là đây chứ đâu. Thôi bỏ đội tuyển Ý đi thôi. 3-0. Đâu số bút dài của tôi đâu. Một mười mấy chỉ số của tôi đâu. Macalister đâu. Trời. Có sao là ủa không sao bán đi đỡ phải đập mà chắc gì có ai mua yên tâm. Ôi lửa này, FC Online này, Brazil này, Vinicius đang chấn thương vãi cả bìu à. Có 20 tỷ vậy. Ra Macalister kiểu đâu rồi Endo. Nào, mình làm tí đập thẻ nào.
Đầu tiên là tiền đâu? Mình sẽ đọc con gì trước đây? Môi môi tí không? Môi thì mới vào đập luôn. Có nâng cấp lại luôn. Nâng cấp lại bao nhiêu tỷ vậy? Con này phải nâng cấp lại đấy. Chơi đây. Hiệu ứng nâng thẻ rất đẹp. Người đầu tiên đập FC Online cộng 8 đầu tiên. Nhưng mà là ở nick đấy, không phải nick này. Làm lại. Vẫn còn cơ hội. Bèm. Nôn nhờ. Mồi đấy, đây là mồi đấy. Salah đúng không? Salah. Messi Ai Cập thì phải được 10 nhịp. 1 2 3 4 5 6 nhịp nó chậm hơn, cảm giác nó chậm hơn nhỉ? 6 7 này chả qua trên stream tôi đếm nhịp nha, lúc hôm đi đập offline tôi một nhịp tôi đập luôn đấy ta. Hôm nay vợ con không ở nhà hết thoải mái đây. 9 Messi Ai Cập. Messi Ai Cập. Dụng thế, thể hiệu ứng dụng thế. Không sao cả, kéo chính. Đừng mang qua đây. Khóa 300 giây. 2. Tối này không cộng 1 được, chắc ra cộng 5 đấy. 3. Người 4. 5 này, 5 này, 5 này, 5 này, 5 này. 5 này, 5 này. 5. Vãi cả cướp cả. Thật tuyệt vời FCO này. I love FCO này. Thật tuyệt. You are the best. Vơ dầu mùa mới à? Chỉ có bấy nhiêu. Vậy mà hay cuộc đời nhiều chuyện lạ thay. 112 chỉ số. Khó mà lên 5 được đấy. Người trông đẹp này. Mặc áo liver luôn. À, mình đập lên là nó nhảy đúng không? Để xem nó nhảy nào. Nhảy đéo đâu, xịt vậy. Có lên đâu rồi. Muốn xem nhảy nhập cho tề tất tật. Ơ kìa. Nhất quyết là không cho xem này. Rất khó chịu. Đây ôi nhảy thôi bạn này á. Nhảy đi. Không có vẻ không muốn cống hiến lắm hay sao á. Meta ba bạch đúng không? Ngày cũng ba hay sao? Như nào? À trông đỡ đần hơn rồi này. Trông ngầu đấy. Được đấy. Khạnh đấy. Vì lòng chung tuy chật kín được lòng nhau nên chẳng cần phải nghĩ suy hay lo gì. Lên 4 thì nhảy như nào nhờ? Tò mò ghê. Vẫn thế. Thế thì phải lên 5 để biết rồi. Em mông 3,2 vạch. Ôi trời ơi, Van Dijk. Vinicius thuyền thoại. Về cơ bản thì chắc chắn là ông này phải nhảy đẹp hơn ông Van Dijk. Đúng không? Đúng không? Vũ công Samba mà.
Vậy phải lên cộng 5 mới biết được có nhảy có đẹp hay không mà. Game cố tình thế nào. Chơi sự kiện nào chưa em ạ? Chơi rồi như chưa chơi luôn.